Lúc cả nhà phơi mà đừng mới giờ nha cả nhà nha. Cái đây cái máy ông cái bàn tay cứng luôn nha cả nhà nha. Cao có 65 nha cả nhà. Trời ơi, khỏi nói. Nó ôm cứng là bao rồi cả nhà luôn, cao luôn. Nó quay toàn cảnh cả nhà coi này. Nó cầm là hết luôn nha cả nhà nha. Đó, rồi mà nó đút qua là bàn mai đút qua lại nó lẹo nó cầm cứng luôn nha. Cây này tổng hoành hai cây nó là trăm mấy nha cả nhà. Còn một cây cây bạch mai là hoành 80 nha, còn cây mai là hoành 52 nha cả nhà. Cây đẹp cây nha. Bây giờ cả nhà vô cho luôn hộ nha. Cây mai là nó phiết cái lỗ đó qua cả nhà qua này, nó lại bạch mai là phiết cái đầu đây là đầu lũ nha cả nhà nha, lũ cứng luôn ở trong quả bọng nha. Rồi nhìn vậy thôi. Đó, cái nhà thấy mai này. Còn động nước nha, không phải bọng nhàn lúa nha. Bạch mai nha, lũ cứng luôn. Cây đẹp nha cả nhà nha. Thì cả nhà luôn hộ nha.